Thì từ hồi mà anh làm ao giờ là anh nuôi được mấy 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 vụ rồi? Chắc cũng 6 vụ em. 6 vụ. Anh thấy cái khả quan không? Thế vụ là nhiều thành công hết. Xin giới thiệu với mọi người, đây là đại ca của em, anh Út. Anh Út cũng đồng hành với thằng Vương khoảng được gần 2 năm. 2 năm rồi, đúng rồi. Thì trong 2 năm nay thì anh Út cũng làm lên cái mô hình nuôi ao lót bạc. Và anh trước giờ anh có nuôi tôm nào chưa? Chưa, anh không biết gì tôm hết. Thì cơ duyên nào mà anh đến với lại tôm? Tại vì anh thấy nuôi tôm nó cũng hay nên bắt đầu động cơ nó thúc giục tới nuôi tôm thôi. Đó, chứ không biết gì, hồi giờ chưa biết gì tôm hết. Chưa biết tôm nhưng mà vẫn làm. Vẫn làm, đúng không? Nghĩa là mình sẽ thử sức ở lĩnh vực mới, đúng không? Thử sức ở lĩnh vực mới. Đúng không? Thì như vậy thì từ hồi mà anh làm ao giờ là anh nuôi được mấy vụ rồi? Chắc cũng 6 vụ em. 6 vụ. Anh thấy cái khả quan không? Thế vụ là nhiều thành công hết. Thành công là 6 vụ. Thành công là như vậy thì mình xu hướng mình có mở rộng không anh? Chắc chắn là với hàng năm anh phải xu hướng anh chỉ mở rộng thêm. Thì em nghĩ là chuyện tôm á thì nó cũng có nhiều cái vấn đề để mình có thể đi đến được cái thành công. Nào là mình phải có kỹ thuật, mình phải có học hỏi, mình phải có con giống, thức ăn, rồi mình có thuốc. Nhưng mà tất cả nó đều có cái gọi là nó phải là tổng hợp. Đúng rồi, tổng hợp. Mình không thể dựa vào giống hay là dựa vào thuốc hay là gì. Dĩ nhiên giống là quan trọng. Giống thì ví dụ như là như theo quan điểm của anh ấy thì trong một cái quá trình nuôi của mình ấy, thì cái vấn đề mà anh đặt lên hàng đầu là vấn đề gì? Cái quan trọng anh đặt lên hàng đầu là anh đặt lên hàng đầu chỉ là chủ yếu là vi sinh. Là vi sinh. Nuôi người ta nói nuôi tôm á thì phải nuôi nước. Dạ. Mà màu nước nó ổn định á thì mình phải dùng vi sinh rất là nhiều. Đó, nên anh áp dụng toàn là vi sinh. Dạ. Thì đó là vi sinh. Còn về ví dụ như con giống thì anh có quan trọng về vấn đề này không? Cũng có chứ. Con giống tốt thì mình nuôi nó thì nó cũng cái tư tưởng của mình nó sẽ gì tốt hơn thôi. Chứ còn mình thẻ con giống tèo leo thì tư tưởng nó cũng không có ấy được. Dạ. Đúng không? Anh cảm thấy cái áp lực mà về nuôi tôm này là cái gì nhất? Chủ yếu là vi sinh. Áp lực về vi sinh thôi. Có nghĩa là vấn đề ở đây là mình sẽ phải chọn được cái vi sinh sẽ tốt, phù hợp, đúng không? Tối ưu của anh á thì từ mà anh chân ướt chân réo mới lên hồ ạ, anh chỉ thích thằng Bro 4000 bên thằng Vương anh nuôi 6 vụ đều đẹp hết. Bro 4000 màu nước rất là đẹp, ô cơ đáy sạch. Anh chia sẻ thêm cho mọi người thêm là ví dụ như là vào như cái mùa này rất là thực tế này. Mùa này thì nó gió nhiều nè, lạnh cũng hơi nhiều nè. Thì ví dụ như nếu mà gió lạnh như vậy thì mưa nữa. Thì ví dụ như là anh nói ví dụ như mưa xuống thì anh cần lưu ý cái gì ở trong ngày mà anh xử lý như thế nào? Mưa xuống đúng không? Mưa xuống thì anh phải thứ nhất là kiềm khoáng về vệ sinh. Kiềm thì kiềm khoáng thì anh xài cái gì? Kiềm ra là anh chuyên dùng là thằng Ancalai. Anh ca e á là bằng nguyên liệu á. Ví dụ như anh này là khoảng gần 1000 khối nước là anh chỉ dùng khoảng ba ký là kiềm mà nó trục xuống á thì anh chỉ dùng ba ký anh quýnh là kiềm nó nâng lên liền. Nhưng mà anh đo kiềm thì ví dụ như là độ kiềm trong ao của anh trung bình thì nó cỡ bao nhiêu? Bình thường kiềm á. Dạ. Đúng không? Kiềm là một khoảng 126, khoảng 101. Dạ. Kiềm á mà anh dùng NKE xuống á thì nó chỉ dùng lên là 100 bê mấy. 126 đến 100 bê mấy nó rất là ổn định. Kiềm nó khoảng như nói chung là kiềm là đối với anh là cứ khoảng 130 tới 140.
cũng không cho nó cao quá nữa, không cho nó cao không. Mà dĩ nhiên là cũng rất là khó cao. Tại vì ví dụ khi tôm mà lớn rồi nó dày rồi thì cái đầu kèm với cái nước mình thay cái này thì nó cũng khó. Đúng rồi. Ở đây thì nước mà anh thay hàng ngày thì ở trong cái hệ thống lọc của anh á, thì anh có chia sẻ gì thêm cho mình. Nói chung là anh cũng nhờ cái giếng lọc. Dạ. Giếng lọc á thì anh lấy nước ngoài vô thì anh quýnh khoảng 5-10 tiếng là lo rồi, rồi anh bơm trực tiếp vô. Dạ. Cái giếng lọc của anh có thể mô tả cái giếng lọc của anh một tí, ví dụ như em nói nước anh lấy từ ngoài kênh kia vô đúng không? Đúng rồi. Nước anh lấy ngoài kênh kia vô thì ở đây là ở dưới cái chỗ này là mình làm cái hệ thống lọc ở dưới. Hệ thống lọc ở dưới. À, cái hệ thống lọc anh chia sẻ cái hệ thống lọc. Hệ thống lọc bắt đầu mình lấy ống 168 á. Dạ. Mình khoan. Khoan. Mình khoan hết xong mình bọc lưới vô, xong mình bỏ xuống, dạ. Mình lắp két lại. Nó lọc rất là tốt. Rồi cái khúc dưới đó là anh đặt cái lớp bê dưới. Hay là lớp bê anh đặt cái này. Cái bê anh đặt trên bờ luôn. Dạ. Nó bê lên là trên bờ, à. Có nghĩa là nước nào trong ống nó cũng đầy hết. Đúng rồi. Dạ. Lỡ nó có hư rồi gì mình lớp bê ở trên mình dễ sửa chữa hơn. Dạ. Còn ví dụ như nó hụt nước trong cái lớp bê thì ở dưới này lên thì em phải màu. Dạ. Màu cho nó đầy lại. Được, màu cho nó đầy lại chút xíu là nó lên liền. Dạ. Vậy thì ở đây là qua đây là anh đánh khoảng từ 5 đến 10 kg chlorine thôi. Đúng rồi. Ví dụ như trong cái hệ thống ao lắng của anh mà nó lên tảo này kia là anh có xử lý theo không? Hay là anh tăng liều chlorine lên? Anh chỉ tăng liều chlorine thôi. Mình tăng lên cỡ bao nhiêu thì anh thấy là tảo nó khoảng chục ký. Chục ký chlorine. Chục ký là khoảng đánh lên chlorine thì anh đánh bữa nào? Lúc mà lấy vô thì anh đánh. Anh đánh mà nếu như mà trong nó còn tảo rồi thì anh đánh chắc khoảng 9-10 giờ. Dạ. 9-10 giờ đánh xong là cắt luôn. Đúng rồi. Còn là ngày mai là thấy nước trong rồi đúng không? Nước trong liền. Ở ngoài ao lắng này ngoài chuyện đánh chlorine thì anh có đánh thêm cái gì nữa không? Không, anh chỉ cái lo thôi. Nè, không có cần phải giải độc, không cần phải không. Kia đúng không? Rồi, nước ở đây khi mà đánh chlorine như vậy thì bao lâu thì anh cấp vô trong này? Anh đánh vô khoảng 10 tiếng, 12 tiếng, khoảng 10 đến 12 tiếng là anh cấp vô luôn. Yeah. Cái đó là đối với tôm lớn, còn khi mà tôm nhỏ thì bao lâu anh cấp? Phải 24 tiếng. À, tôm nhỏ. Đi đánh cái lo đi. Eo đây còn anh đánh khoảng 10 kg rồi em à. Anh sử dụng ít đó. Tại vì vô trong mình có vi sinh mình không chớ hết đâu. Không, ý là em hỏi là cái lúc mà anh thả giống ấy, thì cái nước ở đây anh bơm vào đây thì nước ở đây đánh chlorine bao lâu thì anh bơm vào đây? Anh lúc này thả giống đúng không? Anh phải về 24 tiếng anh bơm vô. Bơm vào đây anh chạy qua thêm bao lâu nữa thì anh làm nữa làm thả? Anh bơm vô đây đúng không? Xong vô khoảng 5 ngày sau anh mới thả giống. À, 5 ngày sau lúc mà thả giống thì anh có gây màu hay là anh gây màu. Anh gây màu, anh cái gây màu lúc thả trong giống thì anh dùng Minasoy. Minasoy nó gây màu rất là tốt. Minasoy như ao này thì anh đánh bao nhiêu ký? Eo này anh đánh khoảng 4 kg. 4 kg. Thì bao lâu là anh thấy nó lên màu cà lại? 4 kg khoảng 3 ngày sau. À, 3 ngày sau anh cứ dặm thêm ít ký nữa là bắt đầu nó lên màu trè rồi. À, nhưng mà có nghĩa là lúc anh thả tôm là màu nó vẫn chưa lên nhiều đúng không? Đúng rồi, nó lên từ từ thôi. À, nhưng mà khi mà vô đây thì trong quá trình mà vô đây thì anh có sử dụng vôi gì trong này không? Không, anh không có sử dụng vôi gì hết. Là lúc đó là kiềm pH là này kia là nó tương đối rồi. Tương đối hết. Rồi ví dụ như giống mùa này mà khi mà thả giống rồi này kia thì trong cái giai đoạn mà mưa rồi này kia giống nó hay bị tôm nó hay bị nó đổi màu cái gan á, ví dụ như là nó hay đổi, đặc biệt là khi mưa nhiều rồi hoặc là làm nhiều thì gan nó sẽ bị nhạt đúng không anh? Đúng rồi, nhạt. Thì cái nhạt đó thì anh hay dùng cái gì để anh dùng? Anh dùng thằng hơ gua. Hơ ga. Đúng rồi, hơ ghê của thằng Vương á. Đây để anh lấy cái hơn. Lấy cái thằng hơ ghê đó, khi mà gan nó nhạt á, thời tiết nó chuyển đổi gan nó nhạt thì nó anh dùng cái đây, ví dụ như anh dùng đây cũng B 30 ml cho 1 kg thức ăn. Dạ. Rồi anh tẹt trực tiếp xuống hồ, rồi khoảng anh làm vậy 2 lần khoảng là bắt đầu em dở lên này thấy con tôm nó chuyển đổi gan nó rất là tốt. Nhưng là ví dụ như cái này
thảo dược á, thì thường thì nói chung là đa số mấy anh em nuôi tôm hiện nay á, thì họ cũng ngại cái chuyện thảo dược là về là họ sợ là không hiệu quả, đánh thì nó sẽ không hiệu quả hay là đánh nó sẽ không có chuyển được màu gan hay gì đó. Thì em hỏi thật anh luôn là nếu mà cái với cái thảo dược này đi, thở ga đi hay là thảo dược khác em không biết, nhưng mà với cái thảo dược ví dụ như thở ga thì nếu khi anh đánh xuống như vậy thì anh thấy bao lâu thì cái gan tôm có thể là chuyển được? Nếu như mà anh đánh xuống khoảng 4 tiếng hoặc 5 tiếng thì sẽ thấy màu gan nó chuyển đổi khác liền, anh kèm kết luôn màu gan nó khác liền. Nhưng mà cái khi mà anh thấy anh đánh nó chuyển đổi như vậy thì anh có đánh thêm cái gì nữa không? Không hay là gì đó. Thì chuyển đổi rồi bắt đầu anh tẹt khoáng. Tẹt khoáng là anh là chỉ dùng Minasoy. Minasoy hoặc là Midbum. Midbum. Nhưng mà ví dụ như cái chai này khi anh đánh mà nó chuyển sang được cái màu đẹp đi, em nói ví dụ màu gan nâu đen. Màu gan nó nâu đen. Nhưng mà ví dụ như nếu tiếp tục 2-3 ngày sau mà mưa nữa đi, thì anh có tạt tiếp không hay là anh hay là lúc đó nó anh thấy nó có nhạt lại không? Anh phải tạt tiếp. Anh phải tạt tiếp. Anh nói thiệt cho từ lúc mà tôm nhỏ thì anh rất là dùng lần đây, dùng Hergo rất là nhiều. Quá trong trường hợp mà cái này mình phòng thì rất là tốt rồi, nhưng mà điều trị thì em nghĩ là trong hai cử anh Tụng ăn thì hai cử còn lại mình sẽ thêm thuốc điều trị. Đúng rồi. Phải có hai cử thuốc điều trị cộng với cái này. Anh chủ yếu là ăn ở đây rồi anh sẽ điều trị thuốc, giảm thêm thuốc thêm. Đó là ăn vô cái đây là thấy cái gan tôm nó rất là đẹp liền. Thuốc điều trị ở đây là em nói là kháng sinh đó. Kháng sinh. Phải có kháng sinh, nuôi tôm mà không có kháng sinh luôn được. Thì nói chung á, mùa này á, thì về cái mùa lạnh á, thì mình cũng lưu ý là theo em nha, cũng lưu ý là cái khi mà mùa lạnh mà gan đồ nó chuyển đổi nhiều, ngay cả tôm khi mà tôm nó lớn luôn, ví dụ cái giai đoạn mà 40-50 ngày luôn, thì cái nếu mà mình thật sự không có thuốc điều trị nó dễ làm tôm nó bị teo cái gan. Đúng rồi. À, nên là dĩ nhiên là thảo dược mình sẽ hỗ trợ được phần nào, hỗ trợ, nhưng mà kế bên đó thì mình vẫn phải có cái gọi là thuốc điều trị. Đúng rồi. Anh thì anh mà dùng kháng sinh vô đúng không, cũng như cử đây anh ăn kháng sinh thì cử sau anh dùng hơi ghê liền, lại hơi ga là 30 đúng không. Còn hơi ga này thì giờ lớn anh có còn cho ăn không? Còn hả, cũng mới cho ăn hơi ghê anh dùng miết. Như là cái sản phẩm của thằng Vương á, thì anh thấy thằng Bergut rồi Evermod, một cặp đó là anh hồi giờ anh dùng cái đó không ạ? Bergut thì anh thấy anh ăn cặp đó thì anh thấy anh trộn ăn từ ngày nào và anh thấy anh trộn ăn khoảng tôm khoảng mà dếp tháng bắt đầu anh cứ trộn ăn miết. Anh thấy khi anh trộn ăn thì ngoài cái chuyện mà năm to đường ruột sức khỏe tôm thì anh thấy cái tình bệnh nó sẽ giảm đỡ dược bệnh hết. Mà tôm nó rất là phát màu lớn. Tại vì nếu mà mình cứ chú tâm vào cái chuyện mình nở được một không là không có đủ. Đúng rồi. Mà làm sao cái tỷ lệ dịch bệnh nó giảm nữa mới quan trọng, mới là hay. Ở đây anh có xài Canfota không? Có. Canfota thì nó tăng trọng thì rất là mau. Mấy mì anh cũng cho ăn, nếu như tôm lớn là anh cho ăn 5 mì. Ngày mấy cử à? Một anh chỉ ăn một ngày 2 cử. Anh chia sẻ thêm cho mọi người biết là ví dụ như là một ngày anh cho ăn 4 cử. Đúng rồi. Đúng không? Thì cái cử sáng là anh cho ăn là khoảng 7 giờ mấy đúng không? 7 giờ. Nếu mà lạnh thì 7 rưỡi đúng không? 7 rưỡi. Trưa là khoảng 10 rưỡi. 10 rưỡi, 11 giờ. Rồi chiều là nó có rơi đâu đó khoảng 3 giờ. Mà còn cử tối nữa. Cử tối là khoảng 7 giờ rưỡi anh giải xuống dặm nó ít ký rồi. 7 rưỡi thì cái lượng thức ăn anh lúc đó chắc nó giảm ít. Giảm nữa hơn 50%. Cũng như bây giờ giấc sáng anh cho ăn khoảng 50 kg đúng không, thì tối anh chỉ cho ăn 25 kg hoặc 20 kg, dạy thêm trong bờ cho anh ăn. Thêm buổi tối thì anh có còn canh phốt không hay là thôi luôn? Buổi tối thì anh phải dùng một liều canh phốt nữa. À, bây giờ như này có nghĩa là buổi sáng thì anh trộn cái gì? Buổi sáng cử đầu tiên á là anh trộn
hơi ghê này. Trộn hơi ga. À. Rồi tự trưa. Hơi ga là một mình hơi ga thôi. Một mình hơi ghê thôi. Rồi. Trưa anh trộn Burgood Evermost. Dạ. Đó. Chiều 3 giờ chiều. Bây giờ chiều là anh trộn bê cái miên ấy thôi. Bê cái miên bình thường thôi, còn sức tối á, sức chiều là sức tối. Có khi sức chiều là sức tối là anh ăn thằng canfate. Ừ. Canfate đây là anh, ở đây của mình là anh xài liên tục cái canfate đó luôn. Liên tục canfate. Này anh cứ dùng nguồn Vixel đồ hả? Anh cứ thường dùng. Thứ 3, cử thứ 4 nó sẽ linh động trong cái chuyện là mình sử dụng khoáng và dinh dưỡng. Đúng rồi, khoáng và dinh dưỡng. Nếu nói về canfota thì anh thích cái canfota ở cái điểm gì? Nếu nói về canfota. Nếu như mà tôm mà chậm lớn á, anh ban thằng canfota cho nó rất là mau. Mau phết, thấy con tôm nó rất là bao lâu anh có thể thấy liền mà cũng bê ngày hoặc 4 ngày nữa lại thì thấy con tôm nó phát triển lên. Nó phát ở đây á thì em nghĩ là nó ví dụ như theo anh nó phát đây là vỏ đẹp bóng hay là bỏ lột nhiều hay là ăn mạnh lên hay là sao? Thứ nhất là vỏ đẹp, thứ hai con tôm nó rất là căng, rất là sung. Yeah. À, thứ ba thì nó lột nhiều. Yeah. Nó rất là khoét. Ăn ken với tê do là con tôm nó rất là sung. Thịt nó dài, nó cứng, con tôm lắm. Yeah. Nó kích cho lột nữa. Rất là màu lớn. Nếu như mà thấy tôm mà nó chậm chậm á thì em dùng liều kênh phát tên năng vô. Ở đây anh có cái khái niệm là anh kích lột bằng hóa chất không? Không, tuyệt đối anh không dùng hóa chất. À, nghĩa là anh không có kích lột bằng hóa chất đúng không? Không. Dĩ nhiên là nếu con tôm sức khỏe tốt em nghĩ là nó tự nó ăn và nó chuyển đổi. Đúng rồi. Là nó khỏe là nó lột được. Nó khỏe à, chủ yếu cái môi trường nước. Vấn đề ở đây rất thích ở chỗ A của anh là cái như ngày hôm qua. Ví dụ như ngày hôm qua mình vô đây em thấy là nước nó bị cái của con phần dưới mình nghĩ là nó nhớt bạc. À. Nó bám lên bạc á. Đúng rồi. À, nhưng mà cái đó không phải là tại vì tôm thì thực sự em thấy là một ngày là nó đã đóng vậy rồi. À, nó tảo rồi nó lên trong ngày là nó đã đóng vậy rồi. Nhưng mà nếu mà tôm khỏe thì mình tôi cứ tôm khỏe là sáng ngày là thấy sạch rồi. Đúng rồi, tôm khỏe là thấy nó sạch lên. Cào bươi từ lưa. Nó kèo nó bươi hết. Ở đây thì hiện nay tôm của anh là khoảng 50 mấy con như vậy thì cái anh canh bó là hiện nay là bao nhiêu gram cho 1 kg thức ăn? Cái gì em? Anh canh bó bao nhiêu gram cho 1 kg thức ăn? Canh nhé hả? À, anh canh cũng 60 gram. 60 gram cho 1 kg. Có nghĩa là nếu mà anh ăn một cử đâu, cũng như anh ăn 20 kg đúng không? 20 kg thì anh bỏ một lạng 2. À. Anh canh chưa đầy 1 tiếng. À là anh bỏ 6 gram đó. 6 gram. 6 gram chứ không phải là 60 gram. À. 6 gram. À, 6 gram cho 1 kg là mình canh như vậy thì nó khoảng bao lâu anh? Khoảng 55 phút. 55 phút. Ừ. 55 phút là hết gió. Hết. Hết rồi anh tăng. Ở đây thì anh đang chạy như vậy là bao nhiêu vỉ rồi sao? Anh bây giờ hồ anh đây chắc khoảng nằm 150 OC. 150 vỉ. 150 vỉ. Thì ở đây anh thấy anh có cái khác so với nếu cái oxy đặt oxy đáy ở đây. Tại vì cái quạt của anh chạy cái vòng tua này là không có, anh thấy không có nhiều này. À. Anh chỉ cái vòng tua này chắc chừng 60 vòng. Đúng rồi. 60 vòng anh phút à. Nhưng mà bù lại thì cái chỗ rất là thích là chỗ cái trống hơi mà ở cái đầu khí đó ra đó. Cái đó là hồi đó thì khi anh làm đó là anh cũng đi học hỏi. Tại vì cái trống hơi đó em thấy nó giữ hơi. Nếu không có cái đó là cái khí nó nóng là cái hòa tan oxy nó sẽ rất là kém. Đúng rồi. À, cái là mặc dù đông ao oxy là dày đặc hết nhưng mà không ăn thua. Còn cái nước của mình á, em thấy là ví dụ như tới giờ là nó 3 tháng, gần 3 tháng rồi là nó không có cận. À. Anh có cái cách nào để
nha, chia sẻ cái vụ mà không có cận đó. Nếu như mà mình thấy chất lượng nước mình chưa tốt nên bây giờ nè em ngâm thằng Pro 4000, em bỏ vô, em bỏ một gói Pro 4000, em bỏ khoảng bê cái đường, em sụt đường két á, em sụt khoảng một tiếng hồ rồi tiếng thôi em đánh xuống, màu nước rất là đẹp, không có còn chất lơ lửng nữa. Là đánh mấy giờ? Nếu như mà tẻo của em là tẻo khơ đúng không, thì em đánh sáng, mà tẻo của em xanh, tẻo xanh thì em đánh tối. Mấy giờ tối ạ? Khoảng 9 giờ tối. 9 giờ tối. Màu nước rất đẹp. Như ao này là mình đánh một gói. Một gói. Một gói là bê cái đường. Một gói ba cái đường. Đây là một gói Pro 4000X, 3 ký đường, và nếu tảo trà thì mình sẽ đánh buổi sáng, đánh buổi sáng tảo luôn. Còn nếu mình tảo xanh, chuyển qua tảo xanh thì mình sẽ đánh tối. Tối khoảng 9 giờ đêm. Màu nước rất là ok. Nếu có trường hợp nào mà anh phải đánh tới 2-3 lần không? Không không. Đó, anh chỉ dùng một lần à. Thì ở đây nếu mà đánh thì em mình cũng lưu ý là nếu mà mình đánh khi mà mình đánh một lần để có hiệu quả đánh một lần thì dĩ nhiên là cái tạo nó phải không được quá già, hoặc là không được quá xanh quá nhiều. Đúng rồi, xanh quá thì em phải đánh 2-3 lần nó mới que. Nói như anh em mình vì diệt khuẩn ở đây là anh mấy ngày anh làm lại? Diệt khuẩn đây khoảng 5 ngày là anh đánh lần, mà anh tới loại ra là anh là 4 loại diệt khuẩn. Như tuần này anh đánh iodine, lần sau thì anh đánh clear, video clear đó, anh cứ xây form hết. Anh đánh mà nó y chang vậy á. Có dùng thêm một khác nữa hả? Sao em? Có dùng thêm vài dòng khác là... Có chưa? Ví dụ như mẹ thấy tẻo anh đánh cái brom brom nó cũng diệt khuẩn tốt thôi, diệt khuẩn á. Brom là nó cũng luân phiên qua trong đó thôi. Brom video clear rồi Eldin. Ví dụ như Aquadin này thì anh đánh một chai bao nhiêu? Một chai anh Eldin anh đánh khoảng chai. Anh này chai. Còn Vivio Clear thì anh đánh bao nhiêu? Anh đánh khoảng 1.5 ký. 1.5 ký. Vivio Clear anh đánh xuống thấy màu nước nó sạch đó. Đánh sạch. Nó sạch là nó sạch đây là sạch theo cảm quan anh nhìn thấy hay là nó sạch theo? Sạch rõ luôn nha, cảm quan gì đâu. Thấy cái dược khuẩn của thằng Clear, video Clear thấy tốt. Cũng mạnh. Ở đây một ngày anh xe phong mấy lần? Anh xe phong ngày B lần. Đó là cứ sau cứ ăn là cứ ăn là anh xe phong à? Ở đây xe phong tự động? Tự động. Nếu như thích là em xuống, còn máy thì re qua em sẽ quanh thôi. Rê hoài sẽ quanh à, nó sạch. Nói chung là lúc nào mà thấy bất an thì bất an nhảy xuống, phải xuống. Nuôi tôm phải nhảy xuống hồ chứ không nhảy không được. Cũng rất là cảm ơn anh đồng hành cùng với Thần Vương. Em nghĩ rằng là với quy mô cũng như là uy tín cũng như là chất lượng của Thần Vương thì sẽ tiếp tục đồng hành được với anh. Và dĩ nhiên là Thần Vương còn có nhiều những cái sản phẩm khác thì trong quá trình mà nuôi của anh, trong quá trình xử lý của anh thì công ty cũng nghĩ là công ty cũng sẽ đồng hành với anh để phát triển, đặc biệt là phát triển cái mô hình nuôi cho thật tốt. Và dĩ nhiên ở mô hình nuôi thật tốt thì mình sẽ có nhiều cái để mình nhân rộng ra, và đặc biệt là khách hàng của mình. Đúng rồi. Thì ở đây ấy, thì nếu em nói là anh nhân rộng ra nhiều thì em nghĩ thêm vấn đề nữa thì mình cũng quan tâm là đôi khi là quản lý nữa. Bởi vì đúng rồi, cái sức người có hạn, quản lý là rất là quan trọng. Cái đó thì anh cũng lưu ý một tí. Nói chung á thì anh cũng rất cảm ơn công ty Thần Vương vừa mọi mặt
À, vừa mọi sản phẩm rất là tốt, và nhân viên của thằng Quân cũng rất là ok. Rồi anh cũng cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Ok, cảm ơn anh Tiến.